Con tên gì? Hôm nay con nhiêu tuổi? Con tên Mai Chi, hôm nay con 4 tuổi, con đã sắp đến Tết rồi. Dạ rồi, một tràng pháo tay thật lớn cho bạn Mai Chi ạ. Bạn chuẩn bị là bạn Phạm Nguyễn Hà Phương. Một tràng pháo tay cho cô bé.